Dạ vâng, và lời đầu tiên cho phép Hải Anh sẽ được gửi tới lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các anh các chị trong ban nhạc buổi tối ngày hôm nay. Hải Anh rất là vinh dự là một khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và để đáp lại những tình cảm thì Hải Anh sẽ được gửi tới toàn thể các anh các chị trong ban nhạc, chúc anh các chị một sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và một ca khúc rất là sôi động được mang tên Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Yeah.
nhạc của tối ngày hôm nay đã dành những tình cảm, những điều nhảy cùng Hải Anh trong buổi tối ngày hôm nay rất nhiều. Dạ vâng, xin được cảm ơn giọng ca cũng rất là nội lực của nữ ca sĩ Phương Hải trong buổi tối ngày hôm nay, và cũng xin được cảm ơn các vũ công.